cha Phi-ô thứ 12 đưa vào đồn cổ để kết thúc năm Thánh Mẫu năm 1954, kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm huyết tội. Lúc ban đầu, thánh lễ được cử hành vào ngày 31 tháng 5 để kết thúc ngày qua. Theo phục vụ mới từ năm 1970, thánh lễ được dời vào ngày 22 tháng 8, bác nhật sau ngày đại lễ Đức Maria còn xét về trời. Hiểu ngầm rằng, mẹ được đưa về trời để được tôn vinh làm nữ vương thiên quốc. Lễ chọn Đức Mẹ lên trời đã hồn lẫn xác được tiếp nối bằng lễ Đức Maria trên nữ vương. Lễ này được cử hành một tuần sau lễ trước và trong lễ này, người ta ngắm nhìn đấng thánh nữ bên cạnh Đức Vương muôn đời và sáng lánh như nữ vương và đảm nhiệm vai trò hầu hậu như quyền.